Rồi mình chào tất cả anh em. Có phải à, anh em đang lay hoay để kiếm một cục sạc độ mạnh để cho chiếc xe mình lúc nào cũng à, có đủ điện để à, xài bi cầu và đèn led. À, khi mà chiếc xe của anh em á, à, lên bi cầu hoặc đèn led, thì à, anh em rất là nhiều anh em bị gặp cái trường hợp là đèn của anh em sẽ tối dần, tối dần đi và đến khi hết bình luôn. Tại vì cái lý do là à, xe của anh em cái lượng cái nguồn cấp sạc á, nó yếu hơn cái nguồn mà anh em tiêu thụ thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp đó. Rồi anh em sẽ không có còn đề nổi nữa. Thì anh em phải đạp máy lên, đạp máy lên rồi anh em đi một thời gian thì nó sẽ nạp đầy bình rồi anh em mở đèn lên. Nó tiếp tục là hết bình như vậy nữa. Thì tại vì do cái không phải là cái mâm lửa nó lên điện yếu. Cái mâm lửa này lên điện rất là lớn nha anh em. Nhưng mà cái sạc zin trên xe của anh em á, nhà sản xuất đó, người ta đã tạo ra một cái giới hạn nhất định để cho nó giữ cái dòng đầy đủ để anh em xài những cái linh kiện zin trên xe thôi khi anh em lên đèn led và lên bi cầu thì nó sẽ xài cái số nhà quy định rồi thì như vậy thì anh em muốn cho xe mình vừa xài được đèn led và bi cầu mà có lúc nào xe mình cũng đủ điện thì anh em tham khảo cái dòng này nha đó hôm nay mình quay cho anh em tham khảo cái dòng sạc độ này đó nó rất là đang hot hiện tại anh em nha đó sạc này là dòng xe quay rim anh em sẽ cắm như zin sẽ cắm như zin không cần tách mát không cần làm gì hết anh em nha đó rồi cái dòng xe mà Sirius và xe quay đời mới X35 thì anh em vui lòng quay ngược dắt cắm lại cho mình nha quay ngược ngược dắt cắm lại cho mình đây đây dắt lại thuận nè đó anh em quay ngược anh em quay ngược anh em cắm lại là ok nó quay ngược cắm như vậy là ok anh em nha đó rồi cái này thì mình nói thêm một chút xíu nữa không phải là cục sạc lớn mà nó nó, nó sẽ có nguồn điện lớn mà sạc lớn để cho nó tản nhiệt tốt nè những linh kiện nó lớn hơn những cái mạch đó, nó xa nhau những cái mạch đó người ta làm được xa nhau nó có khoảng cách để người ta làm xa nhau nó không có bị uh, gỉ mạch rò mạch anh em nha đó rồi cái cục sạc zin á cái cục sạc zin là cũng như anh em ví dụ như một cái ly nước nhỏ đi khi mà anh em đổ nước vô cái ly nước nhỏ thì nó sẽ chứa được một uh, cái lượng nhất định nước thôi rồi còn như nó sẽ tràn ra rồi cái cục sạc độ thì nó sẽ được nâng cấp lên một cái ly nước bự xíu thì uh, khi mà anh em đổ nước vô thì nó uh, nó giữ được một cái lượng nước nhiều hơn thì uh, nó sẽ cung cấp được cái lượng điện nhiều hơn đó anh em nó nghĩ gì cho nó dễ hiểu nha rồi khi anh em đổ nước vô cái ly bự á, thì nó sẽ giữ nước được nhiều hơn rồi để mới chèn ra đó à, cục sạc này nó cũng giống như vậy anh em nha đó người ta những cái linh kiện là người ta đã xét cho nó là sẽ được cái nguồn cấp cao hơn đó đó là sạc dòng sạc độ anh em nha đó anh em có thể vào đây tham khảo anh em nha anh em có thể vào đây tham khảo quay rim thì anh em cắm như zin rồi c hoặc là s 135 thì anh em vui lòng cắm ngược dắt như mình hướng dẫn như đây là ok nha rồi anh em này À, cái vụ à, mà anh em sợ bị phù bình á thì thật ra là mỗi một cục sạc người ta đã có à, suy nghĩ khi mà ta làm một cục sạc như thế này người ta đã suy nghĩ đến trường hợp đó rồi thì à, khi mà xe của anh em á ví dụ như mình nói về cái cốc nước hồi nãy là khi mà anh em à, sạc vô một cái bình á cái bình của anh em nó sẽ chứa đầy đi nó no cái bình đi là cũng như cái ly nước mà mình đã gót chàng đi rồi nó gót chàng đi là sẽ không có đựng được nước nữa và cái bình đó nó sẽ không vô điện được nữa tại vì nó có những cái con điện trở hoặc cái con những cái con ic trong này nó sẽ dập mát nó sẽ biến điện năng thành nhiệt năng đó nó sẽ biến điện năng thành nhiệt năng nó sẽ tiêu thụ cái điện dư đi đó nó sẽ chèn cái điện ra ngoài đó ok chưa là nó giữ lại một cái điện nhất định trên chiếc xe của anh em thôi đó anh em yên tâm cái vụ đó nha rồi anh em có thể tham khảo ở đây nha rồi mình cảm ơn anh em